Thông báo tuyển sinh, Trường Đại học Sao đỏ Bộ Công Thương tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2010, số lượng 1.200 chỉ tiêu, ngành học, công nghệ kỹ thuật cơ khí, ô tô, điện, điện tử, thông tin và quản trị kinh doanh. Đối tượng, thí sinh đã tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2010, có kết quả thi đạt từ điểm sàn trở lên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phạm vi tuyển sinh, cả nước, điều kiện tham gia xét tuyển gồm giấy chứng nhận kết quả thi, lệ phí xét tuyển. Thí sinh nộp tại trường hoặc chuyển phát nhanh, thời gian với nguyện vọng 2 hết ngày 10 tháng 9 năm 2010, nguyện vọng 3 hết ngày 30 tháng 9 năm 2010. Liên hệ phòng công tác tuyển sinh Trường Đại học Sao đỏ, số 24 Thái Học 2, phường Sao đỏ, thị xã Chi Linh, tỉnh Hải Dương, điện thoại 0320 3882402, website www.saodo.edu.vn, hiệu trưởng tiến sĩ Vũ Thanh Trương. Nhắn tin, Tòa Nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh nhắn tìm anh Vũ Văn Quang, sinh năm 1971, đi khỏi nhà từ năm 1995 đến nay không trở về. Nơi cư trú cuối cùng của anh Quang, tổ 9, ấp Đông Tiến, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Hiện nay anh Quang ở đâu về ngay tòa án để giải quyết việc chị Hoàng Thị Toan yêu cầu tuyên bố anh mất tích. Trong thời gian 4 tháng nếu anh Quang không có mặt thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật. Nhắn tin, Tòa Nhân dân huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang nhắn tin cho chị Nguyễn Thị Tuyết, sinh năm 1973, địa chỉ thôn Hội Phú, xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, đã bỏ nhà đi từ năm 1995 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Tuyết ở đâu về ngay Tòa Nhân dân huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang để giải quyết việc anh Bùi Văn Bình, sinh năm 1969, địa chỉ thôn Đồng Cờ, xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, có đơn yêu cầu tòa án tuyên bố chị mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo đầu tiên, nếu chị Tuyết không có mặt thì Tòa Nhân dân sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.